Cuối chương trình, hãy cùng chúng tôi đến New York để tham gia giải chạy Marathon New York City. Đây là một trong những giải đấu quy mô và hấp dẫn nhất ở cự ly dài, thu hút đông đảo vận động viên, marathon chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư khắp nơi trên thế giới tranh tài. Sau 2 năm diễn ra với hạn chế vì dịch Covid-19, năm nay Marathon New York City sẽ trở lại với đầy đủ các cự ly. Giải Marathon New York City năm nay sẽ có khoảng 50.000 vận động viên tham gia ở nhiều cự ly khác nhau. Madison de Zorazio đang tích cực tập luyện để bảo vệ chức vô địch ở đường chạy marathon người khuyết tật nữ. Để tham gia giải chạy, bạn cần có được sự cam kết tuyệt đối của bản thân, bởi nếu chưa sẵn sàng, nó có thể như là một vực sâu bạn không tài nào vượt qua được. Vì vậy, một tinh thần sẵn sàng là rất quan trọng, bởi bạn không biết điều gì sẽ đến trong hàng chục km đường chạy. Đó là điều đặc biệt của Marathon New York. Ở đường chạy khuyết tật của nam, Markel Hung đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch mùa giải năm ngoái. Amber Curis, người Kenya, sẽ là ứng viên hàng đầu ở đường chạy của nam, cạnh tranh cùng với Evan Chebis, người đã thắng cuộc thi Marathon Boston đầu năm nay. Giải Marathon New York sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 6 tháng 11.